tiết mục tiếng thơ. Tội lắm.
lòng anh tôi ước mơ. Bước đẹp em vừa ngự tới đây, chim hòa ríu rít liễu vui vầy, hay làm giang điệu xuân ôm ấp. Còn chưa đủ, anh tham lam, anh đòi hỏi quá nhiều. Anh biết rồi, em đã nói em yêu, sao vẫn muốn nhắc một lời đã cũ. Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ. Nếu em yêu mà chỉ để trong lòng, không tỏ hay yêu mến cũng là không, và sắc đẹp chỉ làm bằng cẩm thạch. Anh thèm muốn vô biên và tuyệt đích, em biết không, anh tìm kiếm em hoài. Sự thật ngày nay không thật đến ngày mai, thì ân ái có bao giờ lại cũ. Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ, phải nói yêu trăm bận đến nghìn lần, phải mặn nồng cho mãi mãi đêm xuân, đêm chim bướm thả trong vườn tình ái. Em phải nói và phải nói bằng lời riêng nơi cuối mắt đầu mày, bằng nét vui, bằng vẻ thẹn chiều say, bằng đầu ngả, bằng miệng cười tay giết, bằng im lặng, bằng chi anh có biết, cốt nhất là em chớ lành như đồng, chớ thản nhiên bên một kẻ cháy lòng, chớ yên ổn như mặt hồ nước ngủ. Tha thiết thế vẫn còn chưa đủ. Biết bao hoa đẹp trong rừng thầm đã gửi hương cho gió phũ phàng, mất một đời thơm trong kẽ núi, không người du từ đến nhằm hang. Hoa ngỡ đem hương gửi gió là chuyện tin thăm gọi tình yêu, song lẽ hoa đợi càng thêm tôi
mặc hồn hương nhạt với chiều. Tàn mạc phương ngàn lạc gió câm dưới rừng hương đẹp chẳng chi âm. Trên rừng hoa đẹp rơi trên đá lặng lẽ hoàng hôn phủ bước thầm. Tình yêu muôn thuở vẫn là hương biết mấy lòng thơm mở giữa đường. Đã mất tình yêu trong gió rồi không người thấu rõ đến nguồn thương. Thiên hạ vô tình nhận ước mơ, nhận rồi không hiểu mộng và thơ. Người sĩ muôn kiếp là hoa núi uống nhụy lòng tươi tặng khách hờ. Xứng là biển xanh nhưng anh muốn em là bờ cát trắng, bờ cát dài phẳng lặng soi ánh nắng pha lên. Bờ đẹp đẽ cát vàng thoai thoải hàng lặng lẽ mơ màng suốt ngàn năm bên sông. Anh xin làm sóng biếc hôn mãi cát vàng em, hôn thật khẽ thật êm, hôn êm đềm đã hôn rồi hôn lại cho đến mãi muôn đời, đến tan cả đất trời anh mới thôi rào rào. Cũng có khi ào ạt như nghiến nát bờ em, là lúc chiều yêu mến dâng ngập bên. Không xứng là biển xanh nhưng cũng xin làm bể biếc, để hát mãi bên gành một tình chung không hề. Để những khi bọt tung trắng xoa và gió về bay tỏa nơi nơi, lắm lắm em ơi.
ánh trăng trong thơ mới phảng phất màu sắc đường nét của ánh trăng trong thơ cổ, nhưng sắc cảnh hơn, đa diện hơn và rợn ngợp nỗi cô đơn bản thể. Bài thơ Nguyệt Cầm của nhà thơ Xuân Diệu là một ví dụ. Trăng nhập vào dây cung nguyệt lành, trăng thương trăng nhớ, ơi trăng ngần, đàn buồn đàn lặng, ôi đàn chậm, mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân. Mây văng trời trong đêm thủy tinh, linh lung bóng sáng bỗng rung mình, vì nghe nương tử trong câu hát đã chết đêm rằm theo nước tỏ ngời, đàn ghê như nước lành. Trời ơi, long lanh tiếng sỏi vang vang hần, trắng nhớ tầm dương nhạc nhớ người. Bốn bề ánh nhạc biển pha lê, chiếc đào hồn tôi giận Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình Tìm Trong Kho Bóng. Thưa quý vị, thưa các bạn, tuy không nổi đình đám trong làng văn xuôi những năm 30-40 của thế kỷ trước như các nhà văn Nhất Linh, Khái Hưng, Thạch Lam, nhưng nhà thơ Xuân Diệu cũng là một thành viên của nhóm tự lực văn đoàn. Ngoài đắm đuối với thơ, ông còn dành thời gian sáng tác văn xuôi, cụ thể là viết truyện ngắn, bút ký và phê bình tiểu luận.
Trong đó ở thể loại truyện ngắn, ông có tập Phấn Thông Vàng gồm 17 truyện, in ở nhà xuất bản Đời Nay, xuất bản năm 1939. Tìm trong kho báu, một cách tiếp cận văn hóa dân tộc. Quý vị và các bạn thân mến, dẫu chỉ viết vỏn vẹn chưa đến 20 truyện ngắn trong đời, số lượng khiêm tốn so với lực lượng người viết văn hăng hái thời bấy giờ, nhưng cũng như khi đến với thơ, Xuân Diệu gắng tìm lấy một lối đi độc đáo và khác lạ. Truyện ngắn của Xuân Diệu trên cơ sở tiếp nối dòng cảm hứng trong thơ ca. Vì thế mà truyện của ông là những trang văn đẹp, chứa đựng những hình ảnh đẹp, đặc biệt không có cái xấu, cái đáng lên án, phỉ báng. Chuyện Cái Hòa Lò của Xuân Diệu là câu chuyện buồn của gia đình khi người con theo mẹ về ngoại và chứng kiến những va chạm với người thân bên ngoại, nhưng được viết một cách nhẹ nhàng. Trong chuyện ngắn Tỏa Nhị Kiều, cảm hứng lãng mạn trữ tình của Xuân Diệu gặp tiếng nói chung với Thạch Lam, ngòi bút thấm đượm trữ tình, thích kể những chuyện vui buồn hơn là những chuyện yêu ghét. Trong chuyện ngắn của Xuân Diệu, tình yêu và sự sống luôn nâng đỡ nhau, làm điểm tựa cho nhau. Chàng họa sĩ trong Phấn Thông Vàng sau bao lần thất bại trong tình yêu, tưởng chừng như không còn thiết tha với cuộc sống, tưởng là mất tất cả, bỗng dưng phát hiện ra ý nghĩa để sống. Cuộc sống thể hiện trong chuyện ngắn Chó Mèo Hoang, Cái Giường, dù có bi đát đến đâu, xin hãy tin rằng trên đời này còn có những tấm lòng, sự cảm thông. Trong cảm hứng lãng mạn trữ tình của truyện ngắn Xuân Diệu vẫn chứa đựng yếu tố hiện thực. Xuân Diệu lấy con người làm đối tượng chính yếu của sự phản ánh hiện thực trong văn chương. Với trực cảm của người nghệ sĩ, Xuân Diệu đã nắm bắt được những điều bí mật của tâm hồn, những ước muốn bản ngã, được sống, được cống hiến, được vĩnh cửu của vạn vật. Xuân Diệu vẫn đón nhận hiện thực phũ phàng cho dù có muốn quên đi. Đó là những kiếp nghèo trong chuyện Đứa Ăn Mày, là cuộc sống, sống mà như chết của anh Tư trong Người Học Trò Tốt, của Quỳnh Giao trong Tỏa Nhị Kiều. Cách khai thác và thể hiện đề tài của Xuân Diệu rất khác người. Nếu các nhà văn khác chú trọng khai thác, làm giàu cho đề tài bằng yếu tố tự sự như cốt truyện, nhân vật, bằng cảm nhận khách quan, để từ đó bày tỏ quan điểm chủ quan của mình, thì ngược lại, Xuân Diệu thể hiện đề tài qua tâm trạng trữ tình. Xuân Diệu thích lội ngược dòng nước để thỏa nguyện ý thích của mình, để tìm vào nội tâm, tìm vào cảm giác. Đề tài trong truyện ngắn của Xuân Diệu tuy không mới nhưng lại có một ý nghĩa xã hội nhất định, đặc biệt là đề tài nói về cái nghèo, về một số phận, về cuộc sống hiện tại và tương lai. Đó là những tác phẩm lời ít mà ý nhiều. Xuân Diệu đã phát hiện ra cái bất bình thường trong sự việc rất đỗi bình thường. Bằng kiểu tự truyện, Xuân Diệu đã hóa thân mình vào đồ vật để nói lên những điều thầm kín nhất. Truyện ngắn của Xuân Diệu chưa xây dựng được hệ thống nhân vật điển hình trong hoàn cảnh điển hình như trong truyện ngắn của Nam Cao của Thạch Lam. Nhân vật mới chỉ dừng lại ở những biểu hiện của cảm xúc trữ tình, chứ chưa phải là những nhân vật của sự việc. Nhưng dù sao, nhà thơ cũng thể hiện được hệ thống chủ đề tác phẩm qua hàng loạt những hình tượng nghệ thuật. Dù chưa phải là những cốt truyện truyền thống ta thường gặp, thì truyện của Xuân Diệu vẫn toát lên được chủ đề của tác phẩm, vẫn phản ánh được những mặt bản chất và những mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam những năm trước 1945. Đó là không khí ngột ngạt, bứt rứt, bao trùm xã hội dưới ách đô hộ của ngoại bang. Đối diện với bầu không khí đó là tâm trạng của tầng lớp tiểu tư sản. Họ buồn, chán đời, sống vô vọng, chìm trong lãng quên như Quỳnh, Giao, Anh Tư, Người Lệ Ngọc. Và dù ít nhân vật, những tính cách nhân vật vẫn âm thầm phát triển trong tâm trạng của tác giả. Quý vị và các bạn vừa nghe những phân tích của tác giả Bùi Thị Thu Thủy về những nét riêng biệt trong các truyện ngắn của nhà thơ Xuân Diệu. Văn xuôi Xuân Diệu vốn đề cao yếu tố nghệ thuật, giàu chất thơ,
chất trữ tình lãng mạn. Trong cuộc trao đổi sau đây với biên tập viên chương trình, nhà phê bình văn học Văn Giá không dưới một lần gọi truyện ngắn Xuân Diệu là những bài thơ văn xuôi đích thực. Thưa nhà phê bình văn học Văn Giá, chúng ta đã nhắc nhiều tới Xuân Diệu với những cái mỹ từ, thí dụ như là ông Hoàng Thơ Tình hay là nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới. Thế nhưng còn một cái di sản văn xuôi mà ở Xuân Diệu cũng rất là nổi bật. Nhà phê bình văn học Văn Giá đánh giá như thế nào về thành tựu trong sáng tác văn xuôi của nhà thơ Xuân Diệu? Các nghệ sĩ của thời trước năm 45 ấy, về cơ bản là năng lượng của họ rất là dồi dào và họ thể hiện trên nhiều lĩnh vực. Và đối với trường hợp Xuân Diệu thì ông không chỉ là nhà thơ nổi tiếng mà ông còn viết văn xuôi. Chúng ta thấy là trước 45 có một cái tập của Phấn Thông Vàng, ông còn viết phê bình. Thì chúng ta thấy là có một cái tập rất đáng để ý, đó là cái tập các nhà thơ cổ điển Việt Nam dựng lại sự nghiệp chân dung tinh thần hết sức xuất sắc về các bậc tiền bối. Nhà thơ Xuân Diệu thì khi chuyển sang văn xuôi đúng là một nhà thơ viết văn xuôi trữ tình. Văn xuôi của ông nó gần như là cái bài thơ. Trong đó chúng ta đọc thí dụ như là Hoa Học Trò hay là Tỏa Nhị Kiều hay là một số tác phẩm khác thì thấy rằng là ông ấy phát huy được cái tâm hồn của một thi sĩ để mà biểu đạt trong những tác phẩm văn xuôi của mình rất là xuất sắc. Nhà phê bình văn học Văn Giá vừa nhắc tới tập Phấn Thông Vàng, tập truyện ngắn trữ tình đặc sắc của nhà thơ Xuân Diệu. Đây cũng là cái tập truyện mà ghi dấu ấn trong sáng tác văn xuôi của Xuân Diệu với một cái hơi văn rất là gần với thơ của ông. Vậy cái đặc sắc ở trong phong cách viết những cái truyện ngắn ở trong tập này là điều gì? Trong cái tập này thì về cơ bản ông có hai chủ đề. Cái chủ đề đầu tiên những cái rung động, những cái rung cảm đầu đời của những người còn rất trẻ, của những người mới bước vào đời. Và đặc biệt là những cái cảm giác của những người trẻ tuổi như vậy trước ngoại giới và cái cảm giác về chính tâm hồn của mình. Thì đấy là cái chủ đề thứ nhất mà lúc đó đương nhiên Xuân Diệu viết vào cái thời điểm ấy. Ông cũng đang còn quá trẻ, mới ngoài 20 thôi mà. Cho nên là ông hồi nhớ lại và hóa thân để mà biểu đạt, đọc ra được những cái cảm xúc, những cái cảm giác chiều sâu như vậy. Cái chủ đề thứ hai cũng rất rõ là cái chủ đề mà cũng là nói về những người trẻ. Nhưng mà thế này là ông lên tiếng để biểu đạt cái cuộc sống bị bế tắc, cuộc sống đơn điệu, nhàm chán, không có ước mơ, tâm hồn thì tan lụi trong một cái cơ thể được gọi là trẻ trung. Thì cái chủ đề này được thể hiện trong một số cái truyện ngắn và có lẽ là xuất sắc nhất là cái trường hợp Tỏa Nhị Kiều. Xuân Diệu là biến cái chuyện của mình trở thành chuyện ý tưởng, trở thành cái chuyện hoàn toàn phi cốt truyện. Và chuyện của tâm trạng, của ý tưởng thôi. Cái chuyện của tâm trạng, của ý tưởng thì nó dựa vào đâu? Nó dựa vào nhân vật để tồn tại, chứ nó không dựa vào cốt truyện để tồn tại. Thế cho nên ông đầu tư vào, thứ nhất là ý tưởng. Cái thứ hai, đầu tư vào nhân vật, nhưng nhân vật lại không hành động, mà chủ yếu nội tâm và cảm giác. Rõ ràng là nhà thơ Xuân Diệu đã có những cái ngón nghề rất là riêng để những cái chuyện ngắn không có cốt truyện của ông cũng ghi đậm được cái dấu ấn ở trong lòng bạn đọc phải không ạ? Để biểu đạt nội tâm và cảm giác thì ông có hai ngón nghề. Ngón nghề thứ nhất là lách vào để gọi ra, để gọi tên lên và miêu tả được những cái cựa quậy, những cái chuyển động rất là tế vi, rất bé nhỏ, li ti trong đời sống nội tâm của nhân vật. Và cái thứ hai, ông miêu tả cái cảm giác của nhân vật trước ngoại giới, trước thiên nhiên, trước phong cảnh. Và cái này đúng là nó hợp với cái chất thơ, cái tâm hồn thơ ca của ông. Và đấy chính là những chỗ đặc sắc. Ở cái đề tài về những con người nhỏ bé với cuộc sống nhạt nhòa và cam chịu thì nhà thơ Xuân Diệu đã tìm cái cách thể hiện như thế nào để có một cái sự khác biệt so với những cái tác giả cùng thời cũng viết về những thân phận con người ở trong xã hội cũ. Với Xuân Diệu, cái đối tượng quan tâm số 1 của ông là người trẻ. Các nhà văn hiện thực, ví dụ như Nam Cao chẳng hạn, thì họ viết về cái cuộc sống bế tắc, cuộc sống mòn đi mốc lên, sống mà như đã chết. Thì là cái lớp người công chức, lớp người trung niên, thậm chí có cả lớp người già. Thế thì Xuân Diệu không, Xuân Diệu quan tâm tới người trẻ. Và đấy mới là chỗ đáng báo động đối với những người trẻ thời bây giờ. Và cũng nhờ thế nó còn có cái sự vang động đối với cuộc sống ngày hôm nay. Theo
nhà phê bình văn học văn giá, thì những cái hay trong truyện ngắn trữ tình của Xuân Diệu đọng lại ở trong độc giả đương thời và độc giả ngày hôm nay thì đã điểm thêm, đã ghi đậm thêm vào cái dấu ấn sáng tác của ông cùng với những cái sáng tác thơ, mang đến cho chúng ta một cái nhìn toàn diện như thế nào về con người cũng như là sáng tác của nhà thơ Xuân Diệu. Trong cái khu vực văn xuôi lãng mạn thì chúng ta đương nhiên phải nhắc đến Tự Lập Văn Đoàn rồi, để điểm thêm vào cái xu hướng văn xuôi lãng mạn một cách đẹp đẽ, duyên dáng thì đúng là phải kể đến Xuân Diệu. Ông đã viết nên những cái áng văn quá là đẹp đẽ, và những cái áng văn như vậy nó cùng trong một cái mảng, cùng trong một cái tuyến, cùng trong một cái nhóm, là gồm cả những hồ dính, những thanh tịnh, rồi thì một phần của những thâm tâm. Đúng là Xuân Diệu thì đặc biệt là thuần khiết. Người ta đọc văn xuôi của ông, người ta thấy rằng là cái người viết văn xuôi này chỉ có thể là nhà thơ viết văn xuôi. Chứ còn nếu mà thuần túy một người viết văn xuôi, chưa chắc đã có những cái áng văn xuôi theo cách như vậy. Cho nên ngày hôm nay đọc lại những tác phẩm như thế thì chúng ta thấy rất thú vị, là chúng ta được đọc, thưởng thức đúng là một cái bài thơ văn xuôi của một tâm hồn lãng mạn, hoàn toàn lãng mạn. Nó cống hiến cho chúng ta không chỉ là một cái áng văn xuôi giàu chất thơ, mà còn cống hiến cho chúng ta vẻ đẹp tiếng Việt. Cảm ơn nhà phê bình văn học văn giá. Tìm trong kho báu, gặp xưa để hiểu nay. Để khẳng định giá trị của truyện ngắn Xuân Diệu, nhà phê bình văn học văn giá cũng lấy truyện ngắn Tỏa Nhị Kiều làm ví dụ. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn thưởng thức một trích đoạn trong tác phẩm đặc sắc của nhà thơ Xuân Diệu, vốn đã được đưa vào chương trình giáo khoa ngữ văn trung học phổ thông. Mỗi lần đến chơi nhà Phan, một cái gác thuê ở một phố hẻo lánh, tôi phải đi qua nhà dưới, qua một mảnh sân nhỏ, trèo một cái cầu thang, đi một đoạn nữa rồi mới tới lầu ngà của anh bạn âm thầm. Tôi biết nói cái gì trước bây giờ? Cái gì cũng buồn như nhau, con đường sắc xanh không dải nhựa, dãy phố lặng lẽ, gian nhà không chút đặc biệt của ông chủ, căn phòng không sáng sủa của bạn tôi. Và nhất là ở tầng dưới, nơi tôi thường đi qua, có hai cô gái thế nào ấy. Và cái gì cũng lỡ cỡ, chúng nó xấu hẳn đi, buồn hẳn đi có được không? Mọi vật đều buồn một cách lưng chừng, xui lòng tôi cũng không đủ cớ mà buồn nữa kia. Phải chịu ngùi ngùi một cách vô lý. Đoạn đường chạy qua đó không đủ rộng để làm một đường phố, cũng không đủ hẹp để làm một ngõ hẻm. Đá không chịu lởm chởm mà chỉ hơi gập ghềnh. Nhà không chịu xấu, không chịu tối, mà lại trưng một vẻ phong lưu nghèo nghèo một tí, ánh sáng không chịu sáng. Giữa hai dãy lầu khéo đứng để ngăn mặt trời, cả ngày chỉ là một buổi chiều dài. Ở chợ Hàng Gia, đường náo nhiệt bao nhiêu, thế mà vừa đi 100 bước để vào con đường này, cuộc đời bỗng quạnh hiu làm cho nhà cửa ngơ ngẩn. Và nhất là hai cô gái con ông chủ nhà dưới. Hai nàng kiều không kiều diễm mà người ta cũng chẳng chịu khóa hẳn để tôi thương xót cho được vẹn toàn. Quỳnh và Giao, hai tên ngọc đặt cho hai người hiền. Họ ngây ngây thơ thơ, chứ không được là ngây thơ. Học lặng lẽ và ngơ ngác, ấy là hai hột cơm. Mỗi lần đi ngang qua, tôi nhanh chân như lủi trốn. Nhưng tôi vẫn đủ thì giờ thấy hai cô gái. Màu áo họ rất thanh đạm, vì nhạt nhẽo nên buồn buồn. Cô Quỳnh trẻ hơn, áo mới hơn cô Giao một chút. Tôi quên không nói rằng tôi biết tên hai cô là nhờ bạn tôi. Tôi nghĩ đến Quỳnh, cô em hiền lành quá, với đôi mắt yên ổn và như không. Cô hơi xinh, mặt cô tròn, hay nhíu đôi mày cong, cô có vẻ trẻ con lắm. Cô hiền đến nỗi tôi thấy xót thương.
tôi không nghe cô nói một câu gì. Có lẽ chỉ vì tôi không có dịp nghe cô nói. Còn cô chị, dường như cô có một tật nhỏ nơi chân. Bước của cô cao thấp không đều. Và dường như cô mang một nỗi buồn không ngớt. Cô giống cha cô, mà cha cô thì chẳng khôi ngô chút nào. Trái lại, mắt ông tròn như hai chấm mực, miệng ông hơi quạo, đôi môi giơ tới trước như kình với ai. Ông thường ngồi chéo chân trên sập giữa nhà, và tôi hằng gặp ông đeo kính, tuy không thấy ông cầm sách. Một lần ông đã cự tôi vì tôi gấp rút vào gác trong, không kịp xin phép ông. Và từ đó tôi càng thương ông lắm. Cô giàu giống con người đứng tuổi ấy, thực bất lợi cho cô. Vì cô không giữ, tôi xem qua thì biết, mà mặt cô lại mang những nét không hiền. Ấy đó, Quỳnh và Giao, hai Kiều rất rừng rưng không e lệ, nép vào dưới bụi hoa nào cả, và cũng không đẹp một chút. Nhưng bởi một hội ý tiêu tao đã khiến tôi nghĩ ngay đến câu thơ phong tỏa của người xưa. Đồng tước xuân thâm, tỏa nhị Kiều. Bởi vì hai cô ngồi trong một buổi chiều rất đỗi ngẩn ngơ, một buổi chiều triền miên của sự vật và của linh hồn, một buổi chiều trong nhà và trong tâm lý. Lạ quá, tôi như cảm nghe sự mờ nhạt của cuộc đời khi trông hai cô. Tôi biết hai cô không có việc gì làm, họ chẳng mấy lúc đi chơi, họ để cho ngày tháng qua, họ là hai cái cây, họ lại còn thua hai cái cây. Bởi vì còn ra hoa ra trái, chứ đời con gái của họ, họ biết làm gì? Không sắc, không duyên, và cũng không tiền, chỉ có hiền lành. Giá họ đừng hiền lành như thế thì hơn. Giá họ đàng điếm, hung dữ, trơ trẽn, lẳng lơ, tôi sẽ được vui vì thấy họ có việc. Tôi sẽ được cười nếu thấy họ đi đua xe đạp. Tôi sẽ được thản nhiên nếu thấy họ đòm dáng chồng ghẹo bất cứ người nào. Tôi ước được gặp họ chửi mắng người ở, đánh đập con sen. Tôi mong họ ngoa mồm lên, lay động hai cặp mắt đắp son đỏ choét. Tôi muốn mặt họ bự phấn, tôi cầu cho họ làm bộ làm tịch, lố lăng bao nhiêu cũng được. Thà họ làm cho tôi ghét, còn hơn làm cho tôi thương. Nhưng không, hai cô buồn buồn ngồi đó, trên trường kỳ, chờ đợi một sự gì xảy đến. Phố vắng, nhà cũng vắng. Hai người anh đi chơi luôn. Bà mẹ về nhà quê, ông cha lặng lờ hết ra lại vào. Hai cô cũng hết vào lại ra. Cô em có một chờ đợi là chồng. Nhưng có lẽ cô cũng hơi biết rằng nỗi mong ấy gần với một viễn vọng. Còn cô chị, tôi nghe bạn tôi bảo rằng cô đã có một đời chồng. Chồng cô đã ly dị với cô. Hỡi ôi, cô Giao còn biết gì để mà trông ngóng. Tôi thương hai cô như hai con vật ngẩn ngơ trong rừng lạnh khi chiều răng lưới qua muôn gốc cây. Buổi chiều của hai cô mờ nhạt và kéo dài. Hai cô lẫn trong mù sương. Đáng tội nghiệp nhất là hai cô không sầu tư, không có một nỗi chán nản gớm ghê. Nó xui ta cầu xin cái chết. Không, hai cô là hai cô gái, chỉ biết buồn mờ, buồn lặng, nhưng buồn lâu. Hai cô là hai cánh đồng. Nhiều người cho rằng văn Xuân Diệu thâm trầm và lành quá, trái ngược hẳn với thơ vốn rất mạnh bạo. Thực tế, Xuân Diệu có những bài thơ nhẹ nhàng, đọc lên nghe như một áng văn xuôi. Bài Trăng chẳng hạn. Trong vườn đêm ấy trăng nhiều quá, ánh sáng tuôn đầy các lối đi. Tôi với người yêu
qua nhẹ nhẹ, im lìm không dám nói năng chi. Bâng khuâng chân tiếc dậm lên vàng, tôi sợ đường trắng tiếng dậy vang. Ngơ ngác hoa duyên còn lúc la, và làm sai lỡ nhịp trăng đang dịu dàng. Đàn những anh tơ xanh cho gió du dương điệu múa cành, cho gió đượm buồn thôi nao động. Linh hồn yếu điệu của đêm thanh, chúng tôi lặng lẽ bước trong thơ, lạc giữa niềm êm chẳng bên bờ. Trăng sáng, trăng xa, trăng rộng quá, hai người nhưng chẳng bất bơ vơ. Nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên vừa chuyển tới các bạn bài thơ Trăng của nhà thơ Xuân Diệu. Chuyên mục Chuyện cũ tích xưa. Quý vị và các bạn thân mến, độc đáo trong sáng tạo đã đành. Trong đời thường, nhà thơ Xuân Diệu cũng tạo lập cho mình một phong cách sống riêng với mục tiêu cao nhất là sáng tạo. Có lẽ nhờ vậy mà ông liên tục gặt hái nhiều trái ngọt trong sự nghiệp. Nhiều chi tiết trong đời sống của nhà thơ Xuân Diệu được nhà thơ Hoàng Cát, vốn thân thiết với tác giả thơ thơ, độc quyền chứng kiến và ghi lại. Tuy là một người sống độc thân, không ai quản lý, đốc thúc, nhưng do lòng ham say làm việc trên bàn viết, nên Xuân Diệu thường xuyên có một lối sống rất ngăn nắp, gọn gàng và vô cùng tiết kiệm thì giờ. Ông có một chiếc đồng hồ báo thức nhỏ. Hằng đêm khuya trước khi đi ngủ, bao giờ ông cũng lên dây chuông. Thường thường về mùa hè thì 5 giờ, mùa đông thì 5 rưỡi. Đợt nào rét đậm thì 6 giờ kém 15 là chuông đồng hồ reo. Ông đặt đồng hồ sát ngay đầu giường ngủ. Hễ có chuông reo là ông vùng dậy ngay, không chần chừ. Ông thường bảo, hễ mình chần chừ một chút là cái ngại cái lười nó đè mình liền. Việc đầu tiên của Xuân Diệu sau khi ngủ dậy là tập thể dục. Ông tập tạ tay, tập cốc đại phong, tập chạy chân đất suốt dọc đường cột cờ lên bể bơi Ba Đình tắm và tập bơi. Xuân Diệu kiên trì như thế hàng chục năm ròng, từ khi còn tráng kiện cho đến tuổi 70. Các buổi tối khuya sau khi rời bản viết và trước khi đi ngủ, ông thường tập thở, làm vài động tác thể dục nhẹ nhàng ở ngay trong phòng làm việc. Bữa ăn điểm tâm buổi sáng của Xuân Diệu thường là một bát cơm rang, người u già giúp việc làm cho ông. Chỗ cơm ấy là cơm nguội thừa ra của bữa tối hôm trước. Xuân Diệu không chỉ là thi sĩ, là nhà văn hóa lớn, ông còn là nhà đạo diễn những món ăn rất bình dân nhưng tuyệt ngon. Thường ngày, sau bữa điểm tâm buổi sáng, cứ 8 giờ là Xuân Diệu ngồi vào bàn viết. Ông làm việc một mạch cho đến 11 giờ mới nghỉ giải lao, xuống bếp xem u già thổi cơm. Ông giúp u già bóc củ tỏi, tước hành, nếm thìa canh và trò chuyện an ủi người phụ nữ đơn chiếc. Xuân Diệu là một người suốt đời tiết kiệm tới mức tối đa.
Bất cứ cái gì là của cải do con người làm ra, Xuân Diệu cũng luôn luôn là người trân trọng và tiết kiệm cho tới khi không thể tiết kiệm hơn được nữa. Một đoạn dây buộc, một tờ giấy báo cũ, ông cũng cất vào nơi cẩn thận. Thành ngữ ông thường nhắc mọi người nhớ là lâm sự có khi dùng. Rất nhiều bản thảo văn xuôi của ông được viết trên những mặt giấy trắng phía sau các bản tin tham khảo. Xuân Diệu mặc quần đùi vá, áo may ổ cũ, chắp sửa lại, đi dép nhựa vá là chuyện bình thường. Có lần mua tăm tre về, thấy những cái tăm quá to, ông còn nhờ U già chẻ đôi những chiếc có thể chẻ, cắt ngắn làm hai, vót nhọn một đầu rồi mới dùng. Tuy là một người tiết kiệm cực đoan như thế, song cũng chính ông lại là người hay giúp đỡ cưu mang người khác hơn ai hết. Trong làng văn cũng đã có người được ông trợ giúp tiền mua xe đạp, có người còn được ông biếu một chỉ vàng lúc gặp khó khăn. Ngoài đời không ít người được ông cho không cả một chiếc xe đạp ngoại hoặc cho tiền làm nhà. Nhà thơ Xuân Diệu là một người kỳ lạ như thế. Khi chi tiêu cho mình thì ông tính toán chi ly từng đồng, nhưng khi cần giúp người khác thì tiền nghìn ông cũng sẵn lòng. Trong ngăn kéo bàn làm việc của ông thường để sẵn những đồng xu tiền lẻ để hàng ngày thanh toán tiền chợ hết sức sòng phẳng với U già giúp việc. Nhưng cũng chính ông đã bỏ cả tiền nghìn để lo hậu sự mồ yên mả đẹp cho U già mãi tận quê Nam Định. Cả cuộc đời Xuân Diệu không nghiện bất cứ một thứ gì, từ rượu đến cà phê, nước chè, thuốc lá, bia. Ông luôn luôn, ngày cũng như đêm, sáng cũng như chiều, ngày thường cũng như lễ Tết, là một người vội vã, cập dập, chạy đua với từng giọt thời gian để làm việc. Thường thường sau bữa cơm trưa, Xuân Diệu nằm nghỉ nửa tiếng, đến một giờ. Mùa hè thì ông đặt quạt xa giường để khỏi mát quá, gây ngủ sâu, khó dậy. Mùa đông ông không đắp chăn để khỏi ấm, sinh ham ngủ. Ông ngủ vùi chập chờn như thế đến một giờ hoặc một rưỡi chiều. Chuông đồng hồ reo là dậy được ngay, rửa mặt hoặc tắm qua loa rồi ngồi vào bàn làm việc. Ông ngồi một mạch cho tới khi U già thổi cơm chiều mới nghỉ giải lao. Xuống bếp xem U già làm cơm ít phút, sau đó ông lại lên phòng, bật đèn bàn, ngồi viết tiếp cho đến tận bữa ăn tối. Ăn xong, nghỉ ngơi chừng một tiếng, bằng cách mang cái giường bạt hoặc cái ghế phô tơi ra nằm lặng lẽ một mình dưới gốc cây hoàng lan đại thụ phía trước cổng. Sau đó, ông lại ngồi vào bàn, làm việc mải mê đến 10 giờ rưỡi hoặc 11 giờ đêm. Đó là lịch trình làm việc theo thông lệ. Còn những lúc gặp bài vở các báo hoặc nhà xuất bản đặt gấp thì ông thường thức đến 1-2 giờ sáng để đọc, tra cứu, viết. Tuy vậy, sáng hôm sau, ông vẫn dậy sớm. Không, ngủ rốn để bù chỗ thiếu ngủ tối hôm trước. Do làm việc ở một cường độ luôn luôn căng và cao như thế, nên Xuân Diệu thường bị đau đầu, đau thần kinh. Rất nhiều khi đang viết, ông phải rời bàn ít phút ra nhúng đầu vào nước lã, hoặc dùng tạ tay đập đập vào sau đầu, vào hai bên vai, vào gáy khá mạnh. Suốt đời cầm bút, Xuân Diệu đã làm việc với nỗi niềm thúc hối ấy trong sâu thẳm tiềm thức của mình, không kể ngày đêm, không biết lễ Tết. Ngày như Tết Nguyên Đán hàng năm cũng vậy, ông làm việc viết suốt cả đêm 30, rồi một mình lặng lẽ đón giao thừa với một ly rượu vodka. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tìm Trong Kho Báu do biên tập viên Võ Hà, Ban Văn học nghệ thuật VOV6 thực hiện tới đây xin nói lời tạm biệt các thính giả. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.